Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là cái thành phố Edmonton, ở đây là West Edmonton Mall. Hôm nay tôi đưa quý vị tới nơi cái sân họ đi trượt băng á, để cho quý vị xem cho biết cái mall này nó lớn nhất ở Edmonton, và cái sân này nó nằm ở trong cái mall quý vị, chứ không phải nằm ngoài. Thì ở trong cái mall thì quý vị tới đây thì quý vị có thể dẫn con em tới đây rồi chơi hay đi trượt băng, nó rất là vui cho quý vị. Thì cái chỗ này á, quý vị vô thì cái vé mỗi người như vậy là 16 đô là cho người lớn á, còn mà những trẻ em mà từ 3 đến 10 tuổi á thì cái vé mà để vô đây mà chơi á là 11 đô. Còn mấy em nào mà nhỏ đó, dưới 2 tuổi á, thì quý vị vô không có cần phải trả tiền, dưới 2 tuổi là miễn phí á. Còn những bác nào mà lớn tuổi đó, trên 65 tuổi đó, thì ở đây họ có thể giảm giá, là họ giảm là 2 đồng một vé. Như vậy là chỉ còn khoảng chừng có 14 đô thôi. Thì ở đây mà quý vị mà không có giày hay là có nón để đội đó, thì ở đây họ cho quý vị mượn cái mũ bảo hiểm á, là cái này là miễn phí, không cần phải trả tiền. Mà quý vị không có cái giày mà trượt băng đó thì quý vị có thể thuê ở đây. Thì ở đây thuê thì họ lấy như vậy, mỗi đôi giày mình thuê như vậy là 6 đô la. Còn quý vị nào mà có giày ở nhà đó thì quý vị cứ đem tới, xong rồi quý vị cứ vô thôi, mua vé vô chơi là được. Còn quý vị mà ví dụ như mà giày mà nó chạy mà không có được trơn lắm á, quý vị có thể vô đây họ làm cho cái lưỡi giày, lưỡi dao đó nó chạy nó nhanh hơn, thì họ lấy như vậy là 6 đô đó quý vị. Thì ở đây họ có hướng dẫn cho mình đi chơi, rồi họ tập cho mình, thì họ lấy mình như vậy là 10 đô để họ hướng dẫn cho mình chơi. Thì ở đây nói chung thì nhiều người họ vẫn tới đây để chơi vào cái mùa đông này, tại vì nhiều người họ không có thích ra ngoài lạnh đó, thì họ tới đây mùa đông thì họ vô đây họ chơi. Còn ví dụ như mà ai mà không sợ lạnh đó thì ở ngoài á, ở Edmonton này ở ngoài thì cũng có rất nhiều cái sân như vậy, thì có mấy cái trường á, họ cũng làm mấy cái sân này, thì quý vị có thể tới đó quý vị chơi miễn phí. Còn mà quý vị vô đây á, thì quý vị phải trả tiền. Đây, cái sân này thì họ ngày nào họ cũng mở cửa hết, thì ở đây thì ngày nào cũng mở cửa, thì trừ tới thứ hai đến chủ nhật. Thì ai mà muốn chơi thì dẫn con em vô đây chơi đi. Cái này quý vị nên mang bao tay mà đi, không quen lỡ nó té xuống là nó đau cái tay, chợt cái tay á. Thôi ta để tôi quay cho quý vị một đoạn để cho quý vị biết là cái sân bách như thế nào thôi. Nó cũng vậy. Cảm ơn quý vị đã xem video, và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching. Bye bye.